À, chị em làm gì thôi, từ chiều giờ bây giờ diễn giờ cả nhà. À, trong xe là có anh Quy Sang và dòng Loan mấy hẻ bé buôn, anh hẻ bé buôn luôn á. À, chắc có lẽ gì có chị Ni, mà chắc có lẽ chị Ni đi xe kia cả nhà. Quá trời quá đất à. Nãy đi đặt xe để lấy đồ. Mà không hồi nãy thì cũng chồng quê á. À, qua đi nhiệt động luôn. Vậy là tay sắp đắp mang đi vô. Chị nói có ghiền hả? Có ghiền của buồn á. Có ghiền hả? Cái vô không buồn. Bắt buồn. Mà không ra. Thôi em chạy Bacillus ha. Đây cả. Mua xe quá mà. Chừng rết càng luôn á chị Loan ơi. Bỏ càng rồi, chừng rết càng luôn á. Ủa chị Nay đi về bệnh trước hả chị? Đi về luôn rồi. À chị Nay đi về bệnh luôn rồi. Anh Hải bưng đồ vô nhé. Anh Hải lấy vô hết rồi. À cả gia đình năm nay chung vui nha. Chung vui nha chị. Nó đụng lên sợ em lật chết luôn. Rồi sao nó từ từ giờ không biết chừng nào mà mới được tới cái nơi mình sợ quá rồi. Nó hồi đụng lần chị đi cái biển nhân tạo đó chị thấy sao không? Nhân tạo không tới chưa? Không, chưa có bị cúp điện. Thấy gì không? Rồi mình ra như mình đi xuống biển nước gì đó, mình tắm rồi xong luôn tới 3 giờ nó mới có điện. Cái là không chơi được cảm giác mạnh luôn. Chơi được 2 cái dòng sông lười với cái gì sống đó à, sống thần nhân tạo. Sống thần nhân tạo em thấy nó nắng thần thôi. Sống thần nó vậy đó. Em thấy là Vũ vô chơi cái ống tuột gì cao cao đó, sau lúc đó em chơi cái trò chơi đó trời. Trời, cái đó hôm đó là có anh Sang với chồng em ngủ đi, mà lên tới nơi bị cúp điện, hai cha lội xuống thần cứ tới 3 giờ mới có điện. Kỳ vậy trời ơi, mà dở. Mà sao không có máy bắt điện 12, kèm theo 12 giờ nó có một lượt, 4 giờ chiều nó có một lượt. Ủa sao không kéo luôn giờ cho người ta đi biết giờ nào tới mà nó không báo trước. Tại vì ta chơi cả ngày mà. Ừ. Chắc mới hay ta chưa ấy, chắc này là chỗ đó mới hả? Nhưng mà chị Linh nói chị thấy nó sao chị? Dạ. Nó có nghĩa là nó có đẹp giống như suối tiên cũ không chị? Đẹp hơn chứ, rộng hơn, đẹp mà. Tại vì nơi đó là anh có đi ngang rồi nhưng chưa có vô, nhưng mà thấy bên ngoài thì thấy nó không đẹp lắm, nhưng mà hôm nay thì nó ngoài khu
em đi chơi mà có mấy cái video chia sẻ đó, lên anh mới ngạc nhiên luôn, anh nói sao mũi lòng nó đẹp dữ vậy. Nó động dữ lắm. Chứ anh không nghĩ. Ơi, chắc nó động mình đại dương quá ha. Đại Nam chưa đi đường nào. Đại Nam đẹp ha. Đại Nam đẹp nhưng mà nó động thanh thang đi cùng mệt hơn ở ở chữ Suối Tiên á chị. Cái xe mà. Xe lửa đồ á, mình chở mình đi nó nè. Bữa nào mà nắng gì? Nó phơi không? Bữa nào đi sẵn đi Đại Nam đi. Nó đem khô ra nướng được. Vậy là có bia nhưng mà mấy cha không có mồi uống cho ngồi chú uống không. Xanh mặt luôn. Sao không chịu đem mồi theo? Trời ơi. Đi nội núp nắng chứ anh đem mồi theo chỗ đâu khinh nổi anh. Đen khô á. Nồi mà có người của mình đi không là nó phê chứ ha. À, là mình muốn thành con khô rồi. Đồ ăn lắm nè. Hả? Trong đó có nhiều đồ ăn lắm. Cũng có mấy cái nhà hàng đó đó. À. Cũng nhiều món lắm. Đem. Giống như ở Sài Gòn của Tây Bắc hồi xưa mà ở ngay Thủ Đức nè mà nó dẹp rồi. À. Đẹp hơn nhiều. Thì đẹp hơn nhiều mà. Hồi xưa nó không có nhiều trò chơi. Nó nhiều cái mới hơn của Sài Gòn hồi Tây Bắc hồi xưa. Nhưng mà có điều là chưa được đi. 3 giờ nó cúp điện tới 3 giờ đi về luôn. Hai tấm về luôn. Vừa thay tắm đồ xong cái nó có điện lên. Trời ơi xui. Để lại mấy anh chơi luôn đi. Đi về. À, để lần sau có dịp mà mình đi nữa. Thật sự là anh không có nghĩ là nó rộng mà nó đẹp gì đâu. Tại vì anh đi bên ngoài thấy nó ở ngoài nó đường nó làm chưa xong rồi đó. Nó trang trí cũng không có đẹp lắm. Mới quá. Hôm nay là thấy mấy cái video mà bữa nay tụi em đi chơi rất là đẹp. Ở chị Lan đó nhiêu vé này chị Lan? 400 một vé người lớn. Trẻ em là 250 hay. Vậy nó bao mình chơi hết luôn. Nghĩa là mình chơi hết. Ồ, vậy là cũng rẻ chứ. Vé là mua luôn chơi hết thì mỗi khi nào cũng về. Cũng rẻ chứ. Chỗ đâu phải vô trong đó tốt thì người chơi. Vô thì có không tiền vé mà có 400 mấy là phải mướn nè. Giống mình phải mướn nè. À. Ờ. Giống như Vũng Tàu á, mình đi mấy cái đó mình phải mướn. Đúng rồi. Nhưng mà được cái là mình đỡ mình đi chơi trong ngày về. Đúng rồi. Đỡ mất thời gian chứ mình Vũng Tàu là mình phải đi 1-2 ngày hơn. Nó gần hơn Vũng Tàu nhiều. Dạ rồi, khỏi, đúng rồi. Dạ. Ủa chị cho rồi. Chị lo cho em hỏi là cái mỹ phẩm của mình bây giờ là như thế nào chị? Bây giờ hiện tại có hai cái hàng. À. Rồi bên mỹ phẩm cũng đang chép thêm bay á. Mấy nay chưa trả lời cô chú được. Rồi xin hẹn là cô chú là có hàng thì cũng là trả đơn cho mình hết luôn. À. Thì nám cũng hết luôn hả chị Lan? Lúc nãy là anh thấy có em muốn hỏi về đó là em cũng hỏi mua mấy hũ cho bà xã mà hết. Uống trái được lúc nào rồi. À. Như thí dụ như là trên hàng trên TikTok đặt đó là mình giao luôn cho chị. TikTok đã giao bữa rồi, là xong TikTok rồi. À giao TikTok rồi. Bây giờ là mình bay trước sân bay. Hết sân bay xong bắt đầu là mình tiếp tục bay là lại tiếp. Bắt đầu 13 tay là chương trình mới. 13 tay vậy chị? 13 tay là có hàng đầy đủ, có hàng đầy đủ về mới bắt đầu mới like rồi báo cô chú anh chị là có chương trình mới. Để đến cô chú anh chị giống như là lời hơi xin lỗi hay là xin lỗi. Nhưng mà em không ngưng lại nữa là còn ta còn dạ, đúng rồi, là giải quyết xuống thì sản xuất cũng không kịp. Tháng trời luôn trời sao nổi rồi lỡ mấy cô chú anh chị mà có đang xài đó rồi hết làm sao xài. Đúng rồi, thôi kệ có gì mình cũng thông báo. Dạ. Khi nào mà có lại thì mình thông báo lại. Dạ. Đó bà xã anh có nói tại sao mà mỹ phẩm đang giảm giá như đi quay trên đây này sao không mua cho bà xã anh dùng. Nó là nhiều quá với thằng mua đẹp. Bà xã anh nói là tới chừng không đặt là hết khuyến mãi bà. Không có khuyến mãi này còn cái khác. Dạ. Trời chị lo lúc nào cũng bù lại cho bà con cô bác. Dạ. Đâu ai bị thiệt đâu chị ha. À, chị cũng thời gian chị đi chơi cũng mệt mỏi rồi chị đi ngủ. Cảm ơn chị nha. Dạ, bye bye. Cảm ơn chị Lo nha.